Hey guys, welcome back. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với video của sinh viên Edis và mình là Lan Anh. Ok, trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với bộ môn là Microsoft Word. Và nội dung mà chúng ta sẽ thực hành trong video này chính là equation và symbol. Thực ra thì mình không biết chính xác cái chữ đọc như nào đâu ạ. Ok. Thì mọi người có thể nhìn theo chuột của mình trên màn hình nha. Cái chức năng này nó sẽ xuất hiện ở trên thanh công cụ ở trong mục là Insert và nó ở phần cuối ạ. Mọi người nhìn chuột không? Ok, thế thì thực hành như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung chính của video nha. Let's get it. Ở đây thì mình có chuẩn bị một cái ảnh, đó là cái phương trình ở trên mạng thôi. Thì bây giờ mình có nhiệm vụ đó là sẽ sao chép lại cái phương trình này. Trước tiên thì mình sẽ cùng thu nhỏ lại một chút cho dễ nhìn nhá. Ok, rồi, và đây là Word, chép từ từ cho nhỏ lại không thì nó lại bị mất. Rồi. Ok, thì đầu tiên x thôi đã nhỉ, x thì nó cũng không có cái gì là phức tạp ở đây cả. X cộng này. À sorry mọi người, khi mà thu nhỏ lại thì nó sẽ bị ẩn mất cái hai cái tinh công cụ đấy. Cho nên là mình sẽ lại phóng to nhé. Ok. Rồi mọi người sẽ chọn equation. Ở đây có fraction. Rồi mọi người sẽ bấm chọn một phần phân số. Ok. Phân số đây là B trên 2A. B. Thật ra thì mọi người không cần phải quan tâm đến nội dung đâu, quan trọng là cách mọi người làm thôi nhá. Rồi, tiếp theo. X cộng B trên 2A sẽ bằng cộng trừ. Từ từ nhớ từng tí một nhá, mình hơi khó nhớ. Rồi, cộng trừ. Cộng trừ thì lại không phải là một ký tự đặc biệt đúng không? Mọi người lại vào insert. Symbol phải không nhỉ? Ok, xin mời vào đây mọi người thấy không? Nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây, cộng trừ. Đấy, rồi, ok. Tiếp theo. Căn sẽ lại xuất hiện cái phân số đúng không? Equation tiếp theo. Rồi, fraction. Đấy. Nó khá là easy thôi đúng không? Tiếp theo trên này là căn bậc 2. Đấy. Căn bậc 2 được chưa? Căn bậc 2 của B bình trừ 4AC. B bình thì mọi người lại phải vào home này, bấm vào cái chữ ở đây này. Đấy, nếu như mọi người bấm vào trong căn mà mọi người lại vào home và chọn cái dấu ra thì tất nhiên nó sẽ không khả dụng. Đấy, cách thế nào để khắc phục và thể hiện nó thì mọi người xóa đi này. Rồi, tiếp theo lại vào insert. Ở đây có chữ design ở đây này, mọi người ấn vào luôn ở đây. Cái phần MWX này, script. Đấy, mọi người chọn định dạng bình phương. Ok, ra mày kích vào đây, B bình. Đấy, mọi người thấy đơn giản không ạ? Ok, B bình trừ 4AC. Trừ này 4AC, rồi ok. Tiếp theo. Trên 2A. Trên 2A, cái này thì nó cũng không có gì khó rồi đúng không? Tiếp theo, bớt B trên 2A. Enter rồi đã. Bớt. Lại phải chọn phân số đúng không? Thực ra thì cái này nó không khó đâu, nhưng mà nó rất là cần nhiều thao tác. Nên là mình cảm thấy cũng không ưng ý lắm cái này đâu. B trên 2A. Mất thời gian, thật sự quá mất thời gian. Sorry mọi người, mình lại ấn nhầm rồi. B trên 2A này. Rồi. Ok, bớt B trên 2A. Từ cả hai vế ta có. Rồi, tiếp theo. X bằng trừ B trên 2A. X bằng trừ B trên 2A đúng không? Những thao tác khá là quen thuộc đúng không các bạn? Trừ B trên 2A. Ok. Mọi người thích kích vào đâu thì mọi người phải ấn vào cái vùng text của nó, cái ký hiệu là cái phần ô vuông nét đứt đấy. Cộng trừ thì lại chọn vào cái symbol rồi. Căn B bình trừ 4. Ok, giống như cái biểu thức này. Mọi người có thể chọn phương pháp đó là copy. Nếu như mà cái phần nào nó giống đấy, mọi người có thể linh hoạt, được chưa? Đấy, easy không ạ? Để mình xóa cái này đi. Rồi, ok. Cách ra một tí cho dễ nhìn nhá.
theo bằng bằng này. Một lần nữa copy. À không, không copy các bạn. À ừ copy được. Rồi, nhưng mọi người sẽ bổ sung ở trên này, đúng không? Như thế thì nó đỡ mất thời gian, đấy là cái tip cho các bạn, phải chưa? Rồi, trừ B nhá. Trừ B cộng trừ. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng so sánh nhá. Ui giời, giống nhau ít đúc. Mọi người thấy chưa? Đấy, rất là easy thôi. Nếu mọi người mà cảm thấy là video này có ích thì mọi người có thể like, share và subscribe rồi comment. Cảm ơn mọi người đã xem cuối video. Và nếu bạn nào cảm thấy là tò mò và muốn tìm hiểu thêm về cái chức năng này của Microsoft Word thì mọi người có thể comment hoặc là nhắn tin trực tiếp cho mình nha. Ok, cảm ơn cả nhà. Chào mừng mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye.